Nhân xin chào cô chú và anh chị nha. Hôm nay thì Nhân đang có mặt tại là xã Thanh Sơn, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai nha anh chị. Hôm nay thì Nhân có mặt tại trại dê của anh Một. Thứ nhất là nghe số 1 là duy nhất đó nha, thử dữ á. Hôm nay thì Nhân sẽ giới thiệu cái trại dê mà khởi nghiệp của anh Một cho cả nhà mình tham khảo và tham quan ha. Ở đây thì ảnh có bán dê giống nữa, nên anh chị mình có nhu cầu thì có thể liên hệ với anh Một theo số điện thoại Nhân để trên màn hình nha. Rồi, bây giờ mình sẽ bắt đầu mình tham quan cái trại dê của anh Một và mình sẽ đi trò chuyện với anh một số kỹ thuật chăn nuôi mà từ khi khởi nghiệp cho tới bây giờ nha anh chị ha. Rồi, xin chào anh chị, đây là anh Một ha. Rồi, em chào anh ha. Đây là anh nuôi dê là bao lâu rồi anh Một? Mày cũng 11 năm rồi. Anh Một đây là nuôi dê là đúng 11 năm luôn. Ở đây hiện tại là mình nuôi số lượng là bao nhiêu dê rồi anh? Khoảng 30 nái. 30 nái. Rồi với khoảng bao nhiêu đực anh? Ba con đực. Ba con đực. Đây đực ha. Đây là con đực ha. Con đực mà cái anh này hay ha, ảnh không có sừng ha? Sừng điếc. Sừng điếc ha. Sừng điếc. Wow. Em nhìn thấy cái chuồng của mình nó quá ok luôn anh ha. Ở đây là sàn này là mình làm bằng cái sàn cây gì anh? Trà hông vàng với bịch đàn rồi giá tị tùm lum á. Dạ. Cũng nhiều cây. Nhưng mà theo anh thấy thì mình nên làm sàn bằng cây gì thì nó sẽ bền chung hơn? Là cây tràm á. Tràm bền. Nhưng mà em nghe nói là tràm có hai loại nha. Đúng rồi. Có cái loại mà bông nào là nó bông to hay bông nhỏ không? Cái loại mà có tràm ghép á. Ghép. Nó dở hơn cái tràm hột á. Cho tràm ghép không? Cho nó dở hơn. Dạ. Còn cái loại mà tràm hột mà tự mọc lên á. Dạ. Hoặc là cái keo mỡ cũng được. Keo mỡ. Cái loại mà có mỡ lỗ đen á. Dạ. Đó, nó đòi làm chuồng rất chất lượng. Ở đây là mình có bán phân dê không anh? Có. Cái đây là mình vẫn bán phân dê luôn. Cái đóng bỏ tại chỗ là 30.000 bao đó. 30.000 bao là anh chị cái đóng tại chỗ là tự động vô chở thôi. Là mình tự đóng. Đúng rồi. Dạ. Năm thì có giao người ta. Giao người ta là 40.000 tại nhà. 40.000 tại nhà là mình giao tới nơi luôn. Dạ, tại vì đó giao mình sẽ mấy cài nó vô công an nó cũng căng quá. Mình vẫn tại nhà chắc ăn hơn. Anh Một cũng vui tính quá ha. Ở đây là mình hàng này là chuẩn bị sắp đẻ hết không anh Một? Còn mấy ngày nữa. Mấy ngày nữa ha. Wow, nhìn cái chuồng nó rộng mà cái này là mình làm chiều ngang là bao nhiêu? Em thấy hình như là cái này là mình có thể ngăn thêm một dãy nữa không anh? Không cần, tại vì nó lượng lớn không cần. Ví dụ tại vì là bề ngang này nó 3,5 m. Bề ngang này là 3,5 m này nha anh chị. Dài 7 m. Dài 7 m. Nếu mà thông thường là nuôi dê đẻ là mình nuôi khoảng được bao nhiêu con? Theo kinh nghiệm của anh. Nếu nó hơi chặt thì có 15 con. Nái. Còn nếu mà nuôi vừa thì có 12 con. 12 con là vừa ha. 12 con nái là đẹp. Dạ. Nó còn sinh sản con á. Nó còn sinh sản ha. Sinh sản con nó không có chặt. Vậy là ngày trước là mình có khởi nghiệp con gì chưa mà sao tự nhiên bây giờ mình chuyển sang mình nuôi dê hết một? Nhiều lắm, ngày trước nuôi gà. Nuôi gà. Gà thả vườn đó. Gà thả vườn. Rồi sau này 6 năm nuôi gà thì bỏ người gà khó ăn quá. Dạ. Chuyển qua nuôi dê. Từ khi anh nuôi con dê này nè, anh thấy có cái gì khó khăn hay là có cái gì mà làm cho anh cảm thấy giống như là nhiều khi là muốn chán nản hay không anh? Nói chung là nó cũng chả khó gì. Dạ. Dễ nuôi mà. Dê này thì nó cũng dễ nuôi ha. Dễ nuôi. Lúc anh nuôi tới giờ anh có gặp cái trường hợp mà nó bệnh cái gì mà mình không có trị được, mình phải bó tay không anh? Nói chung cũng có mà nói chung hiếm ít lắm. Hiếm lắm không? Nhưng mà còn cơ bản là những nó bệnh những cái lặt vặt. Thông thường thì dễ rồi, thông thường có thuốc trị mà. Dạ. Wow. Còn những ngày xưa thì nó mình đầu tiên chưa biết nuôi thì thiếu kinh nghiệm thì nó không đạt. Đầu tiên mình nuôi là không có kinh nghiệm thì nó sẽ bị hao hụt không? Còn giờ mà kinh nghiệm nhiều thì nó hạn chế rất nhiều. Dạ. Ở đây thức ăn anh cho có ăn cám không anh? Không. Chỉ đây. Mít. Mít ha. Rồi cỏ voi ha. Dâm bụt ha. Son. Dâm bụt son luôn ha. Đó keo thì vườn có gì đất mình có gì trồng cái gì cho nó. Dạ, cái này là có nghĩa là mình vừa tận dụng làm nhà vườn, vừa tỉa trái mít cho ăn rồi mình có thể là nói chung là lấy thu nhập từ đó lấy nó nuôi nó luôn. Dạ. Ở đây là mình mấy thằng này mấy dê này là dê nái luôn ha anh? Nái chạy của mình ha. Wow. Kể bao lâu là mình mới xuất giống một lần anh? Chung tùy cái dòng bo này nó chậm hơn. Bo này là một năm là nó sinh mấy lứa anh nếu mà theo bên anh nhé? 5,5 lứa. Năm rưỡi hai lứa. Còn lai này là 2 lứa. Còn 13 tháng 2 lứa. Lai này ha là 13 tháng 2 lứa. Còn cái phía bên đây là hàng bo của nó đây là nó phải là 1,5 năm lần ha. Để em quay lên cho anh coi thử ha.
Anh có cho thả ra ngoài nó đi chơi không anh? À không có thả ha. Nó phá ha. Trời, cái phần nó đi vòng vòng nó cũng nó giỡn nó nghịch quá ha. Wow, nhìn cái chuồng dê của anh nhìn đúng thì nó sạch sẽ, nó thoáng vậy ha. Dạ, đây là mình tính chuẩn bị là mở rộng ra đúng không anh? Dạ, hiện tại là mình một trại, hai trại, hai chuồng, ba chuồng. Bên kia hai chuồng, năm chuồng. À, bên kia mới tách con qua thôi. Có mấy con. Dạ. Từ cái lúc mà anh nuôi là một lần là anh nuôi nhiều luôn không anh, hay là anh nuôi một cặp hay là nuôi bao nhiêu con anh? Nuôi có trước 10 đầu tiên nuôi 14 nái. À, 14 nái. Hay là 4 anh? 14 mà bị nói chung là chưa bị nuôi bị do nói chung mua không mua không giống không rành bị lừa hả? Rành thì nó thất bại. À sau bắt đầu là mình không có nản ha. Rồi sau này nản bán chuồng rồi xong rồi cuối cùng vợ thôi nuôi con dê nuôi lợi rồi mới nuôi lợi chuồng đó đó. Rồi sau này mới động ra. Dạ rồi bây giờ em xin phép anh mình đi bên đó ha. Dạ ở đây cái ao này sao mình có nuôi cá vô không anh? Có chứ. Nói chung là trước có nuôi cá giờ mình thả cá đồng rồi. À bây giờ mình thả cá đồng ha. Ngoài cái cỏ voi lùng này nè, anh có cho thêm trồng thêm cái cỏ gì nữa không anh? Không, là voi lùng mà. Voi lùng nó dưỡng cao, voi trồng chỗ cao nó không đạt. À, tại vì em thấy cái loại này nó có dinh dưỡng nó cũng có nhưng mà dinh dưỡng nó cao hơn. Chậm. Thì nó chậm mà nó đạt hơn. Nó dinh dưỡng cao hơn cái cây có voi cao. Dạ. Voi trồng voi cao mà không kịp cái là phải bộ ăn. Đúng rồi, nó cứng ha. Cứng. À. Còn là còn giờ mình trồng voi lùng á là thứ nhất là có dinh dưỡng nó cao. Rồi thứ hai nữa phải sao là nó chậm hơn người ta mà cái bụi nó bự hơn người ta. Dạ. À. Nó đẻ nhánh nhiều ha. Đẻ nhánh nhiều, cái năng suất nó cũng cao chứ không thấp đâu. Wow, ở đây là mình được mấy em nái, mấy em con đây anh. Thấp nãy 8 con thấp. Cái này là mình để làm giống luôn hay là mình bán anh? Không, cái này bán. À bán hả? À vô cái mình tuyển được, cái đẹp mình tuyển lại. À cái này là mình sẽ coi em nào đẹp không? À, là mình sẽ làm giống để cho mình nhân rộng ra. Nhân rộng ra hoặc là bán, còn bán giống cho người ta. Dạ thì đúng rồi, giống này đẹp thì anh chị nào mà muốn mua giống ha. À. Thì giống như là có lứa này nè. Thì mua về khởi nghiệp hay gì đó thì bên anh sẽ chia lại ha. Là khởi một tháng nữa mới ok. Một tháng mới bán được ha. Tháng nữa, bánh mì không anh ha, đẹp á. này mới tắt hồi nào nãy á. Dạ bánh mì nè. Ôi đã quá ha. Vậy là bên đây là mình chỉ được có 2, 4, 6, 8 con. À, ủa, còn phía bên đây còn rộng quá trời luôn. Còn mua trường công bên kia không có sức á. Dạ đây là đợt trước là mình sức bên đây hết mớ rồi. Dạ. Hiện tại là diện tích đất rẫy vườn của mình là được bao nhiêu hết hay là bao nhiêu diện tích à? Gần mẫu 8. Một mẫu 8 ha, là 18.000 mét vuông nha anh chị ha. Ở đây là mình trồng full với mít luôn ha, đầy đủ mít luôn ha. À, đây là mít thái siêu sớm ha. Siêu sớm với thái lá vàng. À. Theo kinh nghiệm làm vườn của mình thấy thái siêu sớm với lá vàng cái nào nó năng suất hơn anh hay là lợi nhuận nó cao hơn? Thì sớm thì lợi nhuận nó cao hơn mà có nó dễ bệnh tật hơn. À còn vậy là cái đó thằng đó là lại bệnh ha. Lá vàng thì nó năng suất nó cũng cao mà cái này giá nó quá rẻ. À giá nó lại rẻ. Đa số là mình trồng cái dê chứ không có tính nó. À bây giờ mình trồng phải không? Cái nào to thì mình bán, còn nào xấu là mình cứ tỉa cho dê. Tỉa dê. Dạ. Chủ yếu là dê thôi chứ còn nuôi chứ trồng tính ra cái mít này cũng chả được gì. Dạ nó số cũng có nó chuyên về mít là khác, mình chuyên về chăn nuôi là khác. Dạ tại vì chuyên về mít á là phải trồng dày. À dày sáng không? À, phải đầu tư phải cho tới. Dạ chứ còn nếu mà mình trồng kiểu dày thì mình chỉ có mình chăn nuôi mới trồng kiểu này thôi, là thứ nhất là nó thưa, nó thoáng ha, thoáng cho cỏ nó phát triển, cỏ phát triển được. Còn nếu mà để mà dày quá cỏ nó phát triển đâu được. Dạ còn cây này cây son này đó mình trồng cái hàng kia đó là hàng son này cho son này em thấy là lâu rồi mình chứ bò vô cho nó thôi chứ em thấy nó ăn ra không kịp cho nó ăn luôn anh ơi. Đúng rồi chính xác. Dạ. Nó là ăn phụ mà. Dạ giống như lâu giống như đây mình ăn thịt bò vậy ha, lâu mình thịt heo mình thì thịt bò. Ví dụ giờ mình đừng có cho ăn là một thứ. Dạ là trong bữa ăn nó khẩu phần nó phải là ba thứ. Dạ thứ nhất là cỏ nè, son nè, mít nè. Dạ. Nó được cung cấp đủ dinh dưỡng chứ còn cho ăn một thứ đâu hiệu quả. À giống như là khi mình cho nó ăn nhiều loại thì nó sẽ nhanh lớn hơn. Ừ, không anh một ha. Ờ nó hiệu quả hơn nhiều. Dạ. Còn cho ăn cái thứ cỏ không, cái mai mà cho ăn thứ kia để cái cỏ nó ăn quá ít. Dạ. À. À, anh ơi cho em hỏi là cái qua cái đợt dịch bệnh này nè, anh thấy anh theo anh suy đoán là cái thị trường dê nó bị ứ động không hay là nó có đột phá không hay là nó sẽ chìm xuống giống như là những cái năm về trước? Chắc có thể là nó sẽ chìm á. Mà ăn thua mình bền chăn nuôi mình có bền hay không thôi chứ còn sẽ có thôi chứ em thấy không, tại vì dịch bệnh cái dài lâu quá cái nó giờ tồn động dê rất nhiều.
Dạ, theo cái giá thị trường dê mà anh bán trước khi dịch chứ bây giờ dịch thì anh thấy là mình bị lỗ nhiều không anh? Nói chung cũng thất thoát cũng nhiều. À, thất thoát ha, nhưng mà cũng không đáng kể, là do kể. Dê là mình được sản xuất thôi anh. Tại vì nó được cái mình tận dụng cái nguồn lá nhà. Dạ. Chi phí nó thấp. Dạ, còn, chứ em. Còn mấy con nuôi con khác là chi phí cao. Dạ. Còn nói là dữ, nó chủ yếu là con giống nhà rồi chuồng mình làm rồi cũng nói rồi. Còn giờ là cái nguồn thức ăn mình là tận dụng ở nhà rẫy mình có. Là mình không có đi mua đi gì hết. Dạ. Ví dụ giờ có nó rẻ nó cũng không sao mà vui lợi này mình lại vẫn thấp một chút thôi. Là gọi là lấy công làm lời không anh? Dạ, giống như là vừa chăm vườn vừa chăm cây rồi vừa này vừa kia anh ha. Đúng rồi. Dạ. Rồi anh một cho em hỏi thêm vài câu nữa ha, là ví dụ anh chị em nào mà mới khởi nghiệp nuôi dê thì người ta cần chú trọng những cái điểm gì là then chốt để không thể mà bị mình giống như là nhiều khi anh em mới vừa khởi nghiệp kia không biết làm sao làm, biết bắt đầu từ đâu, nên có những cái điểm gì cần chú ý không anh? Có chứ, nói chung là nuôi con nếu mà mua con dê giống á là mình phải chọn cái chỗ uy tín. À, thứ nhất là dụ những người ta nuôi lâu năm. À, thứ hai nữa là ta kinh nghiệm ta có. Dạ. À, ta tư vấn cho là nuôi nó đỡ thất thốt. Dạ. À, nó có nói chung là nó có ba loại bệnh là hơi không chủ quan là sẽ khó. Bệnh gì anh ha? Tiêu chảy với viêm sinh bụng á. Sinh bụng ha. Đầy hơn ha, cái kiểu là tại vì là không biết dễ lắm. Theo cái cách thông thường mình trị của cái tiêu chảy là mình có dùng thuốc không hay là mình dùng những loại cây thảo dược anh? Thuốc chứ. Tại vì dùng thuốc. À, thuốc. À. Cách anh có thể kể vài cái tên thuốc mà anh hay sử dụng cho dê không anh? Nói chung là cũng khó nói lắm. Nói chung bây giờ anh chị nào mà có vướng mắc về đó có thể alo cho anh có thể là chia sẻ ha. À. Anh có thể là gửi giống như là Zalo kết bạn gì cho những anh chị mà có cần nhu cầu mà ha. Đúng rồi. Dạ. Tại vì nói chung là cũng khó. Tại vì nó cũng là cái ngành chăn nuôi á là ít có, người ta cũng ít có ấy lắm, ít có phổ biến nhiều. À, không vậy không. Người ta dụ nhiều người ta không hiểu á, nói mình thế này kia mệt lắm. À, cái ý là kêu thầy nè dạy phải không? Ừ. Thật sự đây là không phải là mình thầy nhưng mà mình chia sẻ kinh nghiệm cho những bà con hiểu không? Dạ. Anh em đi sau ta thấy anh em đi trước ta sẽ xem và giống như gọi là tham khảo, rút kinh nghiệm. Đó nên có nghĩa là mình biết cái gì thì mình chia sẻ đó thôi chứ không phải là mình dạy đời đâu anh. Đúng. Dạ. Nói chung á nhiều người ta cũng có nhiều người ta cũng tốt mà có nhiều người ta cũng ấy lắm. Dạ. Cũng, ngày xưa cũng cần bị mà. Dạ. Nên quan trọng là mình cần mua cái chỗ mà nó uy tín một tí nó cũng đỡ phải không anh ha? Dù còn giống người mua cái chỗ uy tín lúc nào cũng ấy hơn, đỡ hơn nhiều chứ. Dạ. Ta đã nuôi lâu năm ta kinh nghiệm rồi. Dạ. Còn những người mà nuôi nhỏ lẻ năm ba con nái tới đó người ta nuôi đó chẳng qua là kiếm cũng tiền sinh hoạt hàng ngày có ống này nọ vậy thôi chứ người ta đâu có kinh nghiệm bằng mấy người nuôi số lượng lớn đâu. Dạ. Nhưng mà không kinh nghiệm ta đâu dám nuôi số lượng lớn được. Dạ. Dù anh nuôi một con á, dù nuôi một con á là nó một hai con năm bằng nái hoặc nó khác, còn nuôi một hai chục con nái nữa sẽ khác, rồi nuôi 50 con nái lại nó khác nữa. Dạ. Chứ phải là ví dụ là ngày xưa là nuôi con gà vậy nuôi thả vườn 5-3 con ăn thịt cũng sao ít bệnh tật, nuôi số lượng nhiều nó có bệnh. Dạ. Tại vì chuồng trại nó có nhiễm thì mình biết xử lý thì nó nói chung nó cũng đỡ hơn nhiều. À, mà anh ở đây là một mình anh chăm sóc vừa dê hay là có ai phụ không? Có nhà bà xã. À, có hai vợ chồng. Hai chồng thì với đứa con thì khi nó phụ thì nó cũng phụ, còn đứa kia đang học. Dạ, cứ tàn từ từ mình cứ làm ha. Chữ hai bà xã hai vợ chồng nhiều. Hai vợ chồng là nhiều. Hai vợ chồng mà tính ra nuôi cũng gần 50-60 con ha. Hổm là tới hổm có trăm mấy rồi. Trăm mấy. Hổm trăm mấy này bán để mà số ruộng yên á với làng bét lại á. Dạ. Tầm đây. Bớt á. Ở đây là mình làm thêm sầu riêng gì nữa anh? Đi sáu với Thái. À, đi sáu với Thái ha. Rồi. Thôi dạ cơ bản là như vậy ha. Rồi em cảm ơn anh một nhiều rất nhiều ha. Rồi bà con giống như có cần giống hay là cần tư vấn về sức khỏe bệnh hay con dê có thể là alo riêng theo số điện thoại của anh một nhưng để trên màn hình ha. Rồi cảm ơn anh một ha. Rồi xin chào anh một nha. Cái số anh chưa?